Hòa nhạc Toyota 2023 tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 5 tháng 8 đã diễn ra thành công tốt đẹp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Công ty ô tô Toyota Việt Nam phối hợp với dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đã tiếp tục tổ chức đêm nhạc thứ hai tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, hòa nhạc Toyota chào đón sự góp mặt của nhạc trưởng tài ba Honna Tetsuji và nghệ sĩ độc tấu piano tài năng Nguyễn Đăng Quang cùng dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Với những tác phẩm kinh điển của hai nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff và Jean Sibelius được biểu diễn bởi các nghệ sĩ tài năng kết hợp cùng với dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, hòa nhạc Toyota 2023 đã mang đến cho quý khán thính giả một đêm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc. Toyota đã đóng góp vào cái việc phát triển văn hóa âm nhạc cổ điển Việt Nam rất là tốt đấy. Trong rất là nhiều năm, trong việc xây dựng công chúng và theo nghiệp giúp các tài năng trẻ của Việt Nam có cái chỗ để mà diễn, để phát huy được tài năng. Thì em thấy chương trình này của Toyota sẽ kiểu giúp cho lan tỏa cái âm nhạc giao hưởng cổ điển đến mọi người nhiều hơn, đặc biệt là giới trẻ. Đặc biệt, toàn bộ số tiền bán vé của buổi hòa nhạc sẽ được Toyota Việt Nam trao tặng cho các sinh viên chuyên ngành âm nhạc trong khuôn khổ học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam nhằm nuôi dưỡng ước mơ và niềm đam mê âm nhạc cổ điển của các em sinh viên, đồng thời cống hiến cho sự phát triển của văn hóa nước nhà. Được tổ chức thường niên trong suốt 25 năm qua, chương trình đã trao hơn 1.000 suất học bổng cho các em sinh viên âm nhạc xuất sắc trên cả nước.